Rồi hello anh em ha. Em là Tính chuyên bán máy cơ xích hàng bản Nhật anh em. Hôm nay lên một siêu phẩm anh em. Hàng này anh em khai thác thì cũng đã biết đến nó rất là nhiều ha. Đây là con Echo V4000 anh em, mà máy đẹp xuất sắc nha. Máy đẹp gần như là máy thùng luôn anh em. Đi cây lam tản nhiệt đi theo máy nha. Cây lam này 5 tấc rưỡi anh em. 55 cm, lắp vô là còn 5 tấc. Chuẩn bài cho anh em khai thác nha, lam tản nhiệt anh em. Chạy cực kỳ ngon luôn. Dòng lam nó là đỉnh cao anh em. Quá đẹp. Echo V4000 nha anh em. Rồi. Tiền đó là anh em. Hàm gồng nó đang thô lùi luôn à. Hàm gồng nó nhìn nhọn quá. Đẳng cấp chưa? Rồi, để em quay bên ốc lam đó anh em. Bên ốc lam nha. Con này là đẹp xuất sắc anh em. Hai con ốc chân lam chà bá nện luôn anh em. Con này là con CSV V4000 anh em. Mã số là 011581, made in Japan, Qlit made in Japan. Chạy lam tản nhiệt. Rồi anh em muốn sở hữu siêu phẩm này thì nhắc cái máy lên gọi 0944787771. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook nha. Số điện thoại em có để trên cái bài đăng anh em. Anh em cứ vô đó nhập rồi gọi em ha. Siêu phẩm Echo V4000 nha anh em. Con này em bán là 3.900.000 anh em. Bán ra thì em tặng cho anh em một cái giũa, một cái tiếp mở ha. Lam sơn thì cộng sơn thì nó như mới nữa nè. Cái lam là lam tản nhiệt. Rồi. Bên em bán ra là bảo hành động cơ anh em là 12 tháng nha. Kể từ ngày mà nhận máy anh em. Kể từ ngày mà shipper giao máy cho anh em á là bảo hành cho anh em 12 tháng, tổng phần động cơ là 12 tháng. Bảo hành điện, điện là IC đánh lửa cho anh em là 3 tháng. Mà zin 100% anh em, con này là zin 100%. Tại vì điện mình không biết nó chết khi nào. Bất cứ con nào mình cũng không biết nó được là nó chết khi nào. Nhiều cục điện nó chạy được 5 năm, 10 năm, nhiều cục điện nó chạy được 2-3 tháng phải thay. Cái đó mình thay vô thì đó mình không biết điện chết khi nào nên em bảo hành cho anh em 3 tháng thôi. Còn máy móc thì em bao zin 100%, điện zin luôn, tất cả đều zin hết. Rồi con này em bán là 3.9, anh em nào cần thì liên hệ em. Rồi nổ máy giùm anh cái. Giá này là không có bớt anh em. Anh em mà nhiều khi điện ngoài kêu bớt cũng bớt không được đâu ha. Anh em chốt giá được thì alo em nhắc cái máy lên alo em ha. Con này là em bán 3.9 triệu nha.